Lứa đầu được 21 trái rồi. 21 trái là nó cả gặp cả tạ rồi đó. Số hả? Nó 3 ký, cái này tới sau nó phải hơn 3 ký nữa. Trời. Ừ, tính mình tính cho chính xác luôn là 21 trái chở 3 ký đi. 60 ký. 60 ký. Ừ. 60 ký hơn chứ không có 3 ký đâu. Trái này sau này là phải 6 đến 7 ký. Dạ. Như trái này sau này phải 8 ký. À. Này này. Anh bán trước 30/4 á. À trước 30/4. Ừ. Trái này này mình đổ đồng rồi thôi. Trái này bắt sớm có bị tính heo không? Hả? Bắt sớm có bị tính heo không? Không. Sớm nó trồng có sầu riêng mà bón thôi chứ. À. Nào bây giờ anh kêu cây nào đậu trái đâu? Cây này đậu trái nè, năm đậu trái. Đi qua thăm cây đậu trái. Năm đậu trái. Đậu trái sớm trong vườn không? Năm đậu trái sớm. Nước sông công lính. À, đây có nước sông tưới. À, làm trở lại. Cây này cây ái này cây học nhất nè. À, học nhất anh. Học nhất hả? 6 3 trái này. Dạ. Học nhất nha. Học nhất thì nó ra toàn không có đẹp. À. Nhưng mà nó đủ rễ quá nó mạnh lắm, ít có bệnh. Đâu? Có bông chưa? Có bông rồi, nó cũng à. Đậu mấy trái thì nó mới nó. Sao vào đó này, cứ này nè. À. Còn đậu luôn á nhá. Đậu chứ. Đậu. Mà nghe hay đó là yếu yếu hay sao anh vậy? Nhưng mà rồi được thì mình lấy, không được thì mình lấy như sao? À. À đây nè, đây. Ta có 2 năm rưỡi mà. Dạ. Ủa? 2 năm rưỡi nè. Chưa được 3 năm hả? Sao? Dặn sao mà cũng như thư hồi kia chữ ngủ tân tiêu nè, thấy nó thấy nó cách còn cách xa quá trồng chữ ngủ vô. Mà chưa được 3 năm rồi có trái rồi. Nó là sau này nó là 3 năm. À. Em trái là 3 năm. Đây chùm nè. Sao mấy trứng cút. Dạ. Đây, cây này nó xả lúc nào mà nó tùm lum lứa vậy anh? Tại sao mà nó ra bông ra ấy trăng tết là nó đạo dĩa đạo lắm. Mùa tháng giêng tháng hai ra là nó nén gắt quá. Phải chùm chùm. Cây nó nhiều lứa ghê á. À. Ừ, cái lứa bông này nó còn đạo không anh? Đạo cũng có đạo lắm. Nhưng mà nó có chùm cây nó đạo chứ. À. Ở dưới này là rụng nè. Bên này nó sau này nó nuôi là ở trên nó đậu, còn ở dưới đây là bắt đầu đa số nó đậu trên đọt bao nhiêu. Cái đó được thấy. Yeah. Lứa này cũng cả lấy lứa đào lấy còn hơi cái này cũng trên hơi chục trái, còn lứa sau nữa. Thì bây giờ theo anh lứa sau là lứa nào? Lứa sau là lứa đầu nè. Lứa này kia còn hết thân duyên mới sợ nhảy ra. Dạ đây cái này hả? À? Đó là lứa sau hả? À, hết thân duyên mới sợ nhảy thêm. Yeah. Hơi thoáng luôn đó. À. Từ mắt cua thở nhị hơi tháo đó, nhưng mà cái này nó lớn rồi thì nó chênh lại cho nó ít. Sau này lớp dưới này nó không đạo đâu. À. Nó đạo lớp trên cái lớp này nè. À, nó đạo trên kia bao nhiêu chục trùng nó chùm nó là đạo trên đó. À, nó ưu tiên dưới đó. Đây là dưới này nó lõi nè. À. Mấy cái này nó hút cái này nó lõi hết. Còn ở trên thì mới được, nhưng mấy cái này là không đạo nè. Ừ. Đúng luôn hả? Thao nãy rụng nè, mấy cái này chen nó rụng hết nè. À. Mình để vậy thôi chứ còn. Nhưng nó có lớp trên này mình thấy cái cây này cũng gần đủ rồi. Dạ. Nay lứa sau nó cũng được. Anh như trái này là nó đậu không anh? Cũng khó lắm, do nó nằm ở dưới phải không? Dưới cái loại này mất. À. Đúng không? Rồi. Nhưng mà cái loại này nó nằm ở dưới này nè. À. Cái loại này nó nằm dưới này là cây đó, như cái này là cây này đậu. À. Cái này đậu từ dưới đậu lên. À. Nếu mà cái to này nó nằm ở dưới ấy, dạ. Thì ăn hơi ba lứa dễ lắm. À. Mà cái to nó nằm trên ấy, thì khó ăn hơi lứa lắm. À nó bị neo cái giữa mà do nó cay nó lúc nào nó cũng nuôi từ trên nuôi xuống. Dạ. Nhìn giữa đi lại đấm tay mấy kia. Đây, khu này tưới này nhiều chủ tưới lắm nè. Ở cái cây nó bông nhiều đó anh. Chưa làm bông. Chưa cái tết này chưa làm bông được chứ lục quá đào rồi bông. Làm bông là sao anh bỏ bớt bông? Bỏ bớt nè, ví dụ này nè, anh nè. Giờ này nè, hồi kia là hầu cái này nè. Dạ. Nó lúc nhúc ra nè, anh lùm bớt lần cái sau này mình lùm mình tiễn là lần quá nhiều quá mình tiễn là lần. Ôi giời. Không lùm thấy nhưng nó cũng lùm thấy em. Dạ. Mình tiễn lại lần thôi, mình tiễn lần có đủ cách này nè. À. Nhưng mà khúa trong này mình để cho ái vậy cho nó khó đạo lắm. Còn dưới khó đạo, nó đạo toàn ở trên à. Cây này lúc bông nhiều ghê anh ha. À. Cây này năm ngoái được không anh? Năm ngoái hơi tọ rồi đó. À ha. Năm nay chừng hơi tọ. À, cây này năm thứ mấy anh ha? Sáu. Em trái này là bả năm. À ha. Đạt quá ha. Nó vô chừng. Dạ.
đông trứng với nước nhiều để cho nó nhiều đột, nhưng mà nó ra bông này thì đột nó bây giờ ra đột nó sau này có đi đâu vậy, nó đi sợ này nó đâu đi nổi anh mày hả, đâu có đi nổi. Ờ thì dài được á, mình xịt thuốc sau dài nữa là nó cứng luôn rồi. Ừ. Không có sợ mấy cái này sợ nhị, không có sợ, không có sợ bung đột hết. Nó lớn rồi đâu có sợ đi đọt anh. Có năm cây giò ít á. Dạ. Có cây 3 năm 4 năm ấy thì nó thường nó sung sức nó bị đọt. Nhưng mấy cây giò để nó nuôi bông đó. Nó đừ nó cho đau cho mình đi đọt nữa. Cũng còn mít đó, đứa này. Xanh lắm. Đó này. Đây, cái này đậu sớm trong vườn nha. Cái lưới này à, nhiều là cũng mới rồi, chỉ như nó đẻ quen rồi nên năm nào cũng đẻ hai lưới hả? Năm nào cũng hai lưới chứ, hàng rồi cũng này cũng được coi được bao nhiêu trái hay đếm coi được chưa trái mày, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 trái. Rồi, lứa đầu được 21 trái rồi. 21 trái là nó cả gặp cái tàu rồi đó. Số hả? Nó bo ký, cái này tới sau nó phải hơn bo ký nữa. Rồi. Ừ, tính mình tính cho chính xác luôn là 21 trái, trái bo ký đi. 60 ký. 60 ký hơn chứ không có bo ký đâu. Trái này sau này là phải 6 đến 7 ký. Dạ. Như trái này sau này phải 8 ký. À. Này. Này anh bán trước 30/4 á. À trước 30/4. Ừ. Nè trái này nè, mình đổ đồng rồi thôi. Trái nhưng này sớm có bị tính heo không? Hả? Bán sớm có bị tính heo không? Sớm nó trồng có sầu riêng mà bón thôi chứ. À. Đâu có tính heo đâu. Sau này mình ăn lứa này nè. À. Nè, lứa này sau này cũng đậu thấy nè. Do cái lứa này với nó này không có cạnh tranh lắm. À. Lứa này nó còn hơi thoáng nữa các, không có cạnh tranh. À, đây cây sầu riêng hai lứa đó. Hai lứa này nè. Này, lứa này. Hai lứa thành bảy ha. Năm đồng vậy. Ừ. Năm đồng hai lứa. Hai lứa chứ đâu có được ba lứa ha. Bò lứa. Không nó ngon nó đậu thì cứ bỏ qua. Đã quá. À. Chỉ có lứa trình đó nó cũng đậu lắm đó. Có lứa mà đây này. Không, cái nào? Cái xả nhị rồi, cái trứng cút hay là cái trứng cút đó. À. Đẹp ghê thôi. Cái trái này chắc là thằng bi rồi hả anh? Bi nhưng mà hồi đó không có thì người ta mua ổi. À. Thường thường có sớm là được mấy chục ngàn ký vậy. Cái trước qua 14. 70. À ha. Nói chung là từ 60 ra lên. Không dứt. Vậy cây này là gần bao cho phân thuốc cho được một số cây khác nữa đây. Cây này là ví dụ cho tính hơn 60 kg cho 60 kg đi, 60 kg nhân 6 3 triệu 6, 3 triệu rưỡi. Ừ. Cũng 3 triệu rưỡi thì cũng được được 4 bô phân rồi. Ừ, không ít rồi đủ tiền điện cho đám này ha. Đúng rồi. Điện không bao nhiêu tiền đó. Có máy nữa chứ điện không bao nhiêu tiền. Thấy này cái này phải sau này phải 7-8 kg. Cái này nè. Cái này nó được có mấy tuổi rồi anh vậy ha? Cái này thì mình nếu mà hơi thoát nó đi được nửa đường chưa? Hả? Nửa đường, hơn nửa đường, hơn nửa đường. Dọn này với dò dọn này với lần kia nó không loại đâu nữa. Ừ. Tranh cảnh nó không có loại nên nó không hơi lướt. Cạnh tranh dinh dưỡng đó. Không tranh nữa. Dạ. Đẹp ghê rồi. À. Đào té nhiều à? Dễ đào. À. Tại sao mà mấy cái cây đứng cành đứng lên là nó không đẹp nhưng mà nó dễ đào té lắm. Nó đứng đứng này. Đậu ác ha. À, nó dễ đào té lắm. Cái còn này mà, nó đậu cây đồng loạt sao chịu nổi. Ừ, đồng loạt. Không kệ được rồi, lứa đào thì hơi lứa bằng một lứa bao nhiêu được rồi. Còn lứa sau nó phải đọt nhiều hơn, nó có lượng lứa sau nó phải nhiều trái hơn. Năm nào cũng vậy, lứa đào là cũng hai mấy 30 trái, được lứa sau có nó quất 10 mấy trái nữa. Thì vậy là cũng là trên tả. Tạo máy rồi. Dạ. Máy tạo lưỡi, tạo lên rồi.